Hello, hôm nay hướng dẫn cho anh chị em nhuộm màu rêu khói đậm nhé. Mái tóc này thì nó có cái chân đen khoảng tầm 5 phân. Nên là bước 1 thì Nguyên sẽ nâng nền trước, nâng nền được phần đen này lên cho nó đều màu. Sau đó chúng ta nhuộm vào thì màu nó sẽ dễ đẹp hơn nhé. Đấy, thì đầu tiên chúng ta sẽ cứ vào tổng thể. Sau đó thì mình cứ chia dọc ra và mình vào cách chân khoảng tầm 1 mm. Tức là chúng ta cứ vào hết cỡ đi và đừng có đắp vào da đầu được. Đấy, thì cái chân tóc nó sẽ tự nó sẽ lên đều. Còn anh chị mà đắp vào da đầu nó sẽ hay bị rực nhé. Nó sẽ bị rực đấy. Đấy, chúng ta cứ đắp sát hết cỡ. Nó khoảng tầm 1 đến 2 mm gì đấy. Còn ở trong chân thì chúng ta cứ nghiêng cái tóc ấy cho nó nằm xuống. Đấy, sau đó đặt cái chổi nằm nghiêng. Đấy, để khi mà mình chải vào nó không bị vào da đầu. Còn nếu anh chị chải đứng lược thì nó hay bị vào da đầu nhé. Cứ chia từng tép ra, sau đó chúng ta cứ vào sát hết ở cái phần hai bên mai, chúng ta vào cái lượng thuốc nó ít hơn là được. Sau đó thì mình đi xả sạch ra, mình sấy thì anh chị thấy là cái này nó rất là đều đúng không. Công thức này thì Nguyên sẽ sử dụng là green, tức là xanh lá thì anh chị có thể sử dụng là 799 hoặc 899 hoặc là 599 thì 699 gì đấy, hoặc không thì anh chị sử dụng là 099 cũng được, tức là màu mix cũng được. Đấy, màu khói cũng tương tự. Cho thêm màu blue để cái công thức này nó sẽ đậm màu hơn. Và anh chị cũng thể là chấm chân trước hoặc là vào thân trước cũng được. Miễn là cái công thức này Nguyên muốn là gì, tăng cái tỷ lệ màu rêu cho nó đậm thì anh chị sẽ phải thêm cái màu blue vào nhé. Nó giống như cái việc anh chị pha màu gì ạ, màu vàng cộng với màu xanh dương để tạo ra màu xanh lá đúng không. Nhưng mà khi mà chúng ta pha tỷ lệ màu xanh dương càng nhiều thì cái màu xanh lá đấy nó sao ạ, nó lại càng đậm đúng không ạ, nó càng tối dần. Đấy, vậy thì công thức như bình thường anh chị cứ sử dụng là, nếu mà không có 799, ở đây thì Nguyên sử dụng 799 nhưng mà anh chị không có thì có thể là sử dụng là 099, tức là mix green, mix rêu, mix xanh lá đấy. Đấy, còn áp tức là khói, một khói thì anh chị có thể sử dụng 011 hoặc là 6.11, tùy thuộc anh chị có hay không. Đấy, có thì sử dụng là 6.11 cũng được. Tuy rằng là tỷ lệ màu khói chúng ta cho nhiều như thế nhưng mà nó không thể nào hiển thị được nhiều đâu anh chị nhé. Tại vì khi mà mình nhuộm lên một cái nền thấp thì nó sẽ khó. Với lại màu rêu mà mình đã tăng cái tỷ lệ màu blue vào thì cái màu rêu nó sẽ đậm. Đó, nó sẽ đậm, rất là đậm. Thì nó cũng sẽ ăn màu nó dễ dàng hơn. Đấy, và nó sẽ át đi cái màu khói của nó. Nó che đi, nó phủ. Đấy. Vậy thì khi mà chúng ta nhuộm xong thì mình nhìn cái tổng thể của nó thì nhìn nó rêu rất là nhiều. Đấy, chúng ta cứ vào cách chân khoảng tầm 2 cm, 1 đến 2 cm tùy. Đấy, tức là đừng có đắp vào da đầu được. Miễn là chúng ta cứ vào, không đắp vào da đầu. Đấy, cứ cách chân khoảng 1 đến 2 cm là được. Để mà cách chân được 1 đến 2 cm ấy thì khi mà chúng ta chia ngang hay là chia dọc, chúng ta sẽ dâng vuông góc với da đầu. Đấy, tức là mình dâng cao lên ấy. Thực ra thì cứ cần dâng cao lên là được. Sau đó mình vào thuốc thì nó sẽ dễ đều hơn. Còn nếu mà anh chị dâng thấp quá thì ở phần trên thì nó sẽ vào thuốc nó sẽ dài hơn ở phần dưới. Tức là ở trên ví dụ như là mình vào ở dưới là 2 phân đi, nhưng mà cái tép tóc ở phần trên thì nó sẽ là 3 phân hoặc 4 phân. Đấy. Nên là để mà vào đều thì chúng ta cần phải dâng vuông góc với da đầu. Sau đó phần dưới thì mình cứ hạ xuống, phần ngọn thì mình cứ hạ xuống mình bôi thôi. Đấy, chủ yếu phần chân thì mình muốn đều thì mình sẽ phải dâng vuông góc lên. Nhất là khi mà chúng ta lấy cái mảng tóc nó dày ấy, là nó sẽ rất là khó đều. Anh chị cũng có thể chấm chân trước, tại vì những cái màu tông lạnh nói chung cũng như là cái màu rêu nói riêng thì anh chị phần chân thì anh chị có thể là chấm trước cũng được. Còn nếu mà xử lý mà nó yếu thì chúng ta cứ xử lý sau đi. Tại vì nếu mà chúng ta bôi thuốc vào phần chân trước ấy, thì khách hàng nó sẽ sót. Đấy. Mà không biết là thân nó có đạt sớm hay không, nhưng mà chân thì lưu thuốc ở trên nhiều thì nó sẽ sót anh chị. Nên là chúng ta cứ vào sau cho nó an toàn. Nhưng mà với cái điều kiện để mà chân này nó không bị vàng ấy, nhiều anh chị nhuộm rêu này hay là nhuộm khói này hay là nhuộm nâu khói này hay là nhuộm những cái màu tông lạnh ấy thì nó hay bị vàng ở chân. Đúng ạ. Phần chân nó bám ít màu hơn, nó không hiển thị được màu chuột. Thì bắt buộc ấy, ở cái bắt chân này chúng ta muốn bám màu, nhất là cái màu rêu này.
đấy, thì chúng ta sẽ phải đi oxy thấp hơn. Đấy là cái điều kiện đầu tiên, chúng ta cứ đi oxy thấp hơn. Khi mà chúng ta đi oxy thấp hơn thì hạt màu nó sẽ đưa vào nhiều hơn, đúng không ạ? Đấy. Cái thứ hai đó là cái bát chân ấy, là chúng ta phải tăng cái ánh sắc đấy cho nó đậm hơn, đậm đà hơn. Muốn cho nó đậm hơn thì mình có thể tăng tỷ lệ blue lên, hoặc là gì ạ? Có thể cho một ít là 2.0, như anh chị vừa thấy công thức. À, tí nữa thì chúng ta sẽ thấy công thức là chấm chân. Đấy thì anh chị có thể chấm trước hoặc là chấm sau cũng đều được. Nên miễn là cái bàn chân của mình nó phải gì ạ? Nó phải màu tối hơn là được. Nó phải màu tối hơn và oxy thấp hơn thì nó sẽ bám thôi, đơn giản như thế. Còn tỷ lệ bao nhiêu thì sau này chúng ta cần phải làm nhiều. Chúng ta cần phải có kinh nghiệm cho cái hãng thuốc của mình đang làm. Tại vì anh chị thấy là cái màu nhuộm ấy nó đa dạng lắm, nó đa dạng ánh sắc lắm. Nó đa dạng ánh sắc lắm. Nên là chúng ta cần phải làm nhiều, chúng ta quen cái hãng thuốc đấy thì chúng ta làm nó sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu mà cho dù anh chị giỏi đang rất là giỏi nhá, đang rất là giỏi về một cái hãng thuốc nào đấy, nhưng mà khi anh chị chuyển sang một cái hãng thuốc khác, anh chị không khác gì một người mới đâu anh chị. Chẳng qua anh chị có kinh nghiệm để làm thôi. Chứ còn nói về pha màu, pha ánh sắc của cái hãng thuốc mới đấy thì anh chị không thể pha được. Anh chị sẽ phải học lại từ đầu. Ừ, đúng không ạ? Đấy, nên là màu nhuộm như thế nó đa dạng, nó phong phú lắm. Chúng ta cần phải quen. Sau khi mà thân đạt màu rồi, anh chị thấy nó gần đạt màu rồi. Đấy thì anh chị cũng có thể kiểm tra lại xem là ok chưa, chỗ nào chưa được, chỗ nào được rồi. Sau khi mà thân được rồi thì chúng ta tiến hành chấm chân thôi. Chấm chân thì anh chị vẫn có thể sử dụng cái bát vừa rồi, tức là oxy 6 mà để lâu thì cái nồng độ nó sẽ giảm đi. Anh chị vẫn sử dụng bát đấy vẫn được. Đấy, sau đó anh chị sẽ thêm một tí 2.0 à. Thêm một tầm, ví dụ một mái tóc này cho khoảng tầm từ 2 đến 5% tùy thuộc anh chị muốn nhanh là muốn chậm nhé. Ví dụ muốn là vào một phát là được luôn thì anh chị cho khoảng trên 5%. Đấy, cho nhiều lên thì anh chị trải một phát là nó bám luôn. Đấy, nhưng mà như thế thì nó rất là nguy hiểm. Còn nếu mà anh chị muốn an toàn thì chúng ta cho khoảng tầm dưới 5% thôi. Đấy. Thì khi mình cho vào mình sẽ phải đánh đều lên nhé. Cố gắng đánh nhiều vào để nó sẽ đều, nó trộn lẫn với cái bát màu của mình, nó sẽ đều màu hơn. Còn nếu mà cái tỷ lệ 2.0 mà chúng ta cho vào nó ít quá như thế mà chúng ta trộn nó không được đều thì khi mà nhuộm thì chỗ nó đen nhé, chỗ thì đen, chỗ thì xanh ấy, nó không đều được. Đấy, chị vật chú ý. Ở cái bát này thì chúng ta cứ đắp vào da đầu thoải mái thôi. Đấy, cứ vào khoảng tầm 2 đến 3 cm cái phần mà chúng ta cách rồi ấy. Đấy, chúng ta đắp vào phần đấy. Quá một tí cũng được, không sao. Đấy, quá một tí cũng được. Ta trải kỹ vào. Có thể là lúc của mình chia dọc, lúc của mình chia ngang thì nó sẽ đều tay, nó sẽ không sót được nhá. Còn nếu chúng ta cứ chia một đường, cứ lúc nào cũng chia ngang là nó sẽ dễ bị sót. Nên là cứ giống như cắt tóc ấy, chia dọc thì kiểm tra ngang, cắt ngang thì kiểm tra dọc, nó thế. Đấy, chủ yếu là cái bát này chúng ta sẽ tăng thêm một tí 2.0. Còn anh chị cũng có thể tăng thêm một tí blue để màu nó sẽ đậm hơn, màu rêu nó sẽ đậm hơn thì nó bám vào phần chân này nó dễ dàng hơn nhé. Còn nếu mà anh chị không cho vào thì khó lắm, để mà nhuộm chân này hay là nhuộm cái tóc nữ là rất là khó, những cái màu rêu này và những cái màu tông lạnh nó cũng thế, màu khói cũng thế, nó hay bị vàng chân, là anh chị chưa biết cách điều khiển được hóa chất là nó sẽ bị vàng chân nhé. Đấy, anh chị cứ phải luyện tập nhiều. Còn sau khi mà xong rồi chúng ta cứ xả sạch bình thường. Đây là kết quả. Anh chị nào mà quan tâm sản phẩm thì Nguyên để link dưới mô tả nhé. Chúc anh chị em nhuộm thành công.